Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, binh lính Nga đang ẩn náu trong một khu rừng ở miền nam Ukraine đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine. Phi hành đoàn UAV của Trung tâm Hàng hải thuộc lực lượng đặc biệt số 73 đã phát hiện ra địa điểm tập trung lực lượng của Nga khi tiến hành trinh sát ở hướng phía nam. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm 7 tháng 6 và chia sẻ đoạn phim về vụ tấn công. Theo bài viết, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã điều chỉnh hỏa lực của HIMARS tại vị trí của quân Nga ở khu vực phía nam. Kết quả của cuộc tấn công này là quân đội Nga đã chịu tổn thất đáng kể. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp đã cho phép Ukraine phá hủy các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga. Hệ thống pháo tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc chiến Nga-Ukraine. Washington đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 39 hệ thống HIMARS kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Đoạn phim cho thấy một vụ nổ kéo theo những đám khói đen dày đặc. Newsweek không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm đoạn phim được quay và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Đoạn video này cũng được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội X, trong đó viết HIMARS gửi lời chào đến những người chiếm đóng ở trục phía Nam. Ukraine được cho là đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các nhóm quân đội Nga bằng hệ thống pháo tên lửa HIMARS, trong đó có cuộc tấn công hồi tháng 10 năm 2023. Một dự án tình báo nguồn mở của Ukraine là Deep State đưa tin rằng cuộc tấn công được thực hiện trên một sân tập nằm gần làng Podokalinivka ở Kherson đã bị chiếm đóng. Nguồn tin từ cơ quan đặc biệt Ukraine cho biết vụ tấn công diễn ra cùng địa điểm. Trong một vụ việc khác, Sergei Bratchuk, một quan chức Ukraine ở miền nam Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã tấn công một khu huấn luyện của quân đội Nga gần thành phố Volnovakha của Donetsk bằng tên lửa HIMARS. Ông Bratchuk cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công đã tiêu diệt khoảng 65 binh sĩ Nga gần làng Chudiske, nơi các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới hóa cận vệ riêng biệt số 39 của Nga đóng quân. Vào thời điểm đó, quân đội Kiev đã sử dụng hai tên lửa trong cuộc tấn công. Thưa quý vị, mới đây, nhà kinh tế người Mỹ Jeffrey Sachs trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom đã nói rằng những ý định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời điểm này đang đặt ra mối đe dọa cho toàn thế giới. Chuyên gia này nói, theo tôi, ông Zelensky đặt ra mối đe dọa cho cả thế giới bởi vì ông ấy muốn gì? Ông ấy muốn một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga để cứu vãn Ukraine khỏi thua cuộc. Vì vậy, ông ấy đang cố gắng để kéo NATO vào một cuộc chiến toàn diện. Điều này khiến tôi rất phẫn nộ. Ông Jeffrey Sachs chỉ ra rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky đang dẫn thế giới đến một thảm họa nguy hiểm với mong muốn tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bên trong lãnh thổ Nga. Còn chính phủ Mỹ thì không làm gì để tránh hậu quả thảm khốc. Nhà kinh tế Jeffrey Sachs nhấn mạnh, vì lợi ích của con cháu chúng ta trên khắp thế giới, chúng ta phải tránh những ý tưởng như vậy. Điều đó là hoàn toàn vô trách nhiệm. Gần đây, một số nước phương Tây đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào Nga bằng vũ khí của nước này dưới hình thức này hay hình thức khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với đại diện truyền thông Saint Petersburg nói rằng Moscow có thể sẽ đáp trả bằng một cách bất cân xứng trước việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh DW, cựu chỉ huy quân đội NATO, tướng Đức Harald Kujat cũng nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là thảm họa lớn nhất của thế kỷ này. Ông Kujat cũng phàn nàn rằng chính phủ hiện tại ở Kiev muốn tiếp tục chiến đấu với Nga, phớt lờ mong muốn của người dân cuối cùng là chấm dứt đổ máu. Tướng Đức nói, người dân thế giới thực sự không muốn chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng những người nắm quyền thì muốn điều đó. Và đây chính xác là tình huống mà chúng ta đang gặp phải ngày nay. Người dân Ukraine chỉ muốn có hòa bình. Nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hết hạn vào hôm 20 tháng 5. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 và lễ nhậm chức của người chiến thắng dự kiến là vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ với lý do Ukraine đang ở trong tình trạng thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng các cuộc bầu cử hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thưa quý vị, mới đây bà Helga Zepp-LaRoche, người sáng lập Viện Stiller của Đức cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến leo thang xung đột, có thể ở quy mô toàn cầu.
sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga. Bà Zeb LaRoche nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng, liệu đây có phải là cách mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng tránh thế chiến thứ ba hay không? Sau khi Mỹ thay đổi quan điểm, Đức cũng đã cho phép Ukraine dùng vũ khí của Đức để bảo vệ vùng Kharkov trước các cuộc tấn công của Nga. Bà Zeb LaRoche nhấn mạnh rằng, Nga đã tuyên bố sẽ có phản ứng bất cân xứng đối với sự leo thang này. Bà nói với hãng thông tấn TASS, mối nguy hiểm lớn nhất là các cơ quan phương Tây đã tự thuyết phục họ tin rằng Nga chỉ đang nói chơi, trong khi họ nghĩ họ có thể tiếp tục luộc con ếch Nga. Ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên đài phát thanh Kossuth rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Bà LaRoche nhấn mạnh, nếu quỹ đạo điên rồ này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có thảm kịch Armageddon. Chuông báo động phải rung lên thật lớn để mọi người nghe thấy. Hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông cho biết Ukraine chỉ có thể dùng vũ khí Mỹ để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkov. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi tấn công trong tương lai. Cùng ngày, nội các Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Hôm 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc lựa chọn mục tiêu và kích hoạt các hệ thống tấn công hiện đại có thể được các quốc gia phương Tây thực hiện từ xa hoặc tự động mà không cần sự hiện diện của binh lính Ukraine. Ông nói rằng, điều này được thực hiện bởi những bên sản xuất và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải nhận ra họ đang chơi trò gì. Ngày 31 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, tất cả các vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều do quân nhân NATO trực tiếp kiểm soát và những hành động như vậy có thể là cái cớ cho các cuộc tấn công trả đũa. Đầu tuần này, một quan chức cấp cao của Ukraine ám chỉ Kiev đã tấn công hệ thống tên lửa bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây, chỉ vài ngày sau khi các đồng minh chấp thuận việc tấn công vào đất Nga. Bất chấp những cảnh báo đanh thép từ Nga, Ukraine đã thể hiện dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng làm quyết liệt khi đối mặt với thực tế mới. Trong bài đăng trên kênh Telegram, này đã bị xóa bỏ. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã đăng bức ảnh, cho thấy vật thể dường như là một chiếc xe tải quân sự đang bốc cháy. Bà viết, nó đang cháy dữ dội, đây là S-300 của Nga, trên lãnh thổ Nga, những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ của đối phương. Phó Thủ tướng Vereshchuk không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về vị trí của hệ thống tên lửa được cho là đã bị bắn trúng hay thời điểm tấn công. Bà cũng không cho biết có phải vũ khí của phương Tây đã được sử dụng trong vụ việc này hay không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ cũng viết trong báo cáo hàng ngày hôm 3 tháng 6 rằng lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga ở tỉnh Belgorod, rất có thể bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS vào ngày 1 tháng 6 hoặc 2 tháng 6. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây không tin Nga có thể phản ứng quá mạnh bất chấp nhiều lời cảnh báo gay gắt. Ông Michael Clark, Phó giáo sư nghiên cứu chiến tranh tại trường King's College London nói với NBC News, Ukraine phải chứng tỏ họ có thể làm được điều này và S-300 là mục tiêu quân sự chính đáng. Ông Clark cho rằng Moscow có thể sẽ tìm biện pháp phi quân sự để đáp trả các nước NATO. Trong 5 ngày qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải tìm cách quản lý hai cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine và Israel. Đây là hai đồng minh mà ông Biden đã cam kết bảo vệ chừng nào còn cần thiết. Về mặt chính thức, Ukraine vẫn muốn có chiến thắng toàn diện, đẩy Nga ra khỏi từng tấc lãnh thổ mà nước này chiếm giữ kể từ tháng 2 năm 2022. Israel vẫn nói về mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas và cho rằng đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng Hamas không bao giờ có thể tiến hành một cuộc tấn công nào nữa. Nhưng ở Mỹ, những mục đích này ngày càng trở nên phi thực tế hơn. Nga dường như đang lấy lại động lực trong cuộc chiến với Ukraine. Lời kêu gọi đánh bại hoàn toàn Hamas cũng khó có thể thực hiện. Vì vậy, Tổng thống Biden đã phải có những động thái quản lý khủng hoảng, tìm cách ngăn chặn điều tồi tệ nhất. Suốt 27 tháng qua, Tổng thống Biden đã duy trì quy tắc là Ukraine không được dùng vũ khí Mỹ để bắn vào lãnh thổ Nga. Đó là quy tắc mà ông Biden đã thiết lập ngay từ đầu cuộc chiến ở Ukraine để tránh thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 5, Nhà Trắng thông báo rằng họ sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công hạn chế vào trong lãnh thổ Nga. Ngay sau đó, ngày 3 tháng 6, Ukraine thông báo rằng
họ đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để phá hủy hệ thống phòng không trên lãnh thổ Nga, mặc dù họ không nêu tên loại vũ khí này hoặc cung cấp thông tin chi tiết. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã đưa ra cảnh báo rằng nếu vũ khí do phương Tây cung cấp được dùng để tấn công Nga, Nga sẽ khiến cho các bên phải gánh chịu hậu quả chết người. Hôm 31 tháng 5, Tổng thống Biden đã thông báo về đề xuất 3 giai đoạn đối với Israel nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho rằng Hamas đã suy yếu và đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc. Theo đề xuất, giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần và bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh, như Israel rút lực lượng khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin, bao gồm cả phụ nữ, người già, người bị thương, để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các cuộc đàm phán để đi đến giai đoạn thứ hai có thể mất hơn 6 tuần vì sẽ có những khác biệt giữa hai bên. Trong giai đoạn thứ ba, Tổng thống Biden cho biết sẽ bắt đầu triển khai một kế hoạch tái thiết lớn cho Gaza và hài cốt của các con tin thiệt mạng sẽ được trao trả cho gia đình. Trong thỏa thuận tái thiết Gaza, các quốc gia Ả Rập và cộng đồng quốc tế cũng sẽ tham gia đảm bảo Hamas không tái vũ trang. Tổng thống Biden nói thêm rằng Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác để xây dựng lại nhà cửa, trường học và bệnh viện ở Gaza, nơi chiến tranh đã chiếm gần 2,3 triệu dân phải di rời và gây ra nạn đói trên diện rộng. Theo các nhà bình luận, việc một Tổng thống Mỹ trình bày chi tiết về kế hoạch của một nước khác, cụ thể là Israel, là điều bất bình thường. Tổng thống Biden đã phải lên tiếng sau nhiều tháng thất vọng khi mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối làm theo lời khuyên của Mỹ. Vì vậy, ông Biden đã quyết tâm khiến ông Netanyahu phải đồng ý với kế hoạch hòa bình 3 giai đoạn nói trên.